Con giới thiệu cho mọi người biết đi là con đến từ đâu, quê con ở đâu. Con xin giới thiệu với tất cả mọi người là con tên là Nguyễn Văn Bảo Cường và con năm nay 12 tuổi, con đến từ Nghệ An. Ôi trời ơi! Trời ơi! Vậy mà hát giọng Nam Bộ hay vậy quá! Vậy là cô chú tưởng đâu con miền Tây. Đây là một cô bé đến từ Nghệ An. Cương có thể chia sẻ cho mọi người biết là Cương đến với cái cuộc thi này như thế nào? Con đến với cuộc thi này bằng con xem trên TV và con tự làm đơn con gửi đến công ty Sen Vàng. Yeah. Hiện bây giờ con đang trọng với ba. Ba mẹ con đâu? Sương long lanh rẫy nương xanh, con chuôn quanh lưng đồi thanh thanh, hoa ê ban lỡ trắng lưng nương, cái nắng xôn xao. Con đam mê ca hát từ năm lớp 1, con thường hát ở ngoài đồng, ở trường, ở hội trường xóm và ở tất cả mọi nơi mà con đứng. Bố mẹ của Bảo Cường á, vay tiền ngân hàng nhiều. Bây giờ là làm ăn thất bại, giờ phải vào Bình Dương làm thuê, làm công nhân kiếm tiền về để mà trả nợ. Một mình ba ở nhà là chăm sóc ba đứa cháu vất vả, thử thì làm đồng, thử thì nuôi cháu. Ba cũng hay bệnh nhưng mà cháu nó nhờ được là mấy đứa cháu nó ngoan. Tôi vào đấy thì làm tài xế chạy xe. Công việc thì cũng tương đối khó khăn, nhiều lúc có thể là đi quá đêm, sáng ngày sáu hôm sáu mới về được. Vừa tối thì vào đây thì cũng đang làm khu chế xuất tính trung một. Bây giờ thì cuộc sống nó thiếu thốn đủ bề. Mục tiêu vào thì để kiếm một số tiền để trang trải nợ nần về lo cho con ăn học. Vài ba hôm mình tiền về con này, thỉnh thoảng mở hình con ra xem này, xem những bài hát ở quê này, nó hát trong nó gửi vào cho bố mẹ này. Chỉ có vài đó, nhiều lúc làm cả một năm tận tuổi thì muốn về quê để sum họp với gia đình. Nếu như thu nhập mà nợ nần trả được với vợ có chút đỉnh thì hai vợ chồng mới về được. Do niềm đam mê của con nên con quyết định đi thi tuyệt đỉnh song ca nhị. Nếu được giải, con sẽ trả bớt nợ cho ông ba và bố mẹ. Chú Bạch á, bất ngờ khi biết cái chí làm trai của con. Con có tính độc lập, quyết định và nhờ bằng mọi cách để thực hiện được mơ ước của mình. Các bạn khác có những người thân hỗ trợ được mọi thứ thì con quyết tâm, độc lập, chiến đấu như thế. Và tinh thần đó cần cho những chiến binh trong những chương trình dự thi như thế này. Cái cô thích ở con á là đem lại cho tất cả mọi người sự bất ngờ. Tự nhiên nguyên một cậu bé Nghệ An hát một bài hát dân ca Nam Bộ ngọt ơi là ngọt. Rồi xong khi con cất giọng lên mọi người mới hết hồn. Thì cô thích mấy cái sự hết hồn đó, hợp với cô. À, trong vòng tay
mẹ quên hết bao nhiêu mỏi mệt. Mãi đôi cánh hạt sao nuôi lớn đời tôi từng ngày, khắc ghi mãi vào tim không phút nào quên. Phồn hoa còn đi bóng ai, thân heo gầy oan gánh trên vai. Cho con bao ngày vui, mẹ cây nắng xót xa ngậm ngùi ôm con trong vòng tay, mẹ quên hết bao nhiêu mỏi mệt. Sao Khánh Linh chia sẻ, sao Khánh Linh với lại Wendy khóc nè? Tại sao? Con muốn rưng rưng nhưng mà con phải kiềm chế lại để con vì hát. Sao? Vì sao lại rưng rưng? Tại vì con nhớ mẹ. Nhớ mẹ hả? Dạ. Em đến từ đâu? Dạ, con đến từ Châu Đốc An Giang. Châu Đốc An Giang, còn Khánh Linh tại sao khóc? Con nghĩ bạn này con rất là nhớ mẹ. Đến từ đâu? Con đến từ đâu? Con đến từ Bình Phước. À, vâng. Còn hai bạn hát ca khúc này thì anh nhớ. Anh nhớ tới chị Minh Tuyết. Tại chị từng hát cái bài Gánh Hàng Rong này đúng không chị? Dạ, hát hay quá. Bây giờ hồi nãy có cái đoạn là cái khúc rau này nó chưa có ngọt lắm. Dạ, thử lại nha. Dạ. Bây giờ Khánh Linh rau trước nè. Bây giờ Khánh Linh rau trước rồi xong tới Wendy rau nha. Nè. Ai ăn chè đậu xanh bột bán nước dừa không? À, ngọt. Rồi, tới Wendy. Ai ăn chè đậu xanh bột bán nước dừa không? Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Không biết là ở quê của mình thì có thường hay nghe mấy cái tiếng rau đó không, Wendy với Khánh Linh? Dạ có. Có đúng không? Rất dễ thương đúng không? À, thú vị là các bạn rau rất ngọt. Và ngày hôm nay thì sân khấu dàn dựng rất hay. Bây giờ hai bé nè, bây giờ hai con xuống đây. Nha, hai con xuống đây. Bây giờ nè,
Con ngắm đi, ở đây có quẹt bịch bánh tráng trộn nữa, ổi với lại kia nữa bị... Hai đứa rau xong lại mời coi con chú ăn. Ăn xoài, ăn cóc. Bánh tráng nè bà con ơi, kỳ bánh trước tráng là, nè. Thưa quý vị, kỳ trước là cô Đăng Trang đã có chuẩn bị cả bịch cơm cháy. Thì nhân đây thì chương trình cũng xin đáp lễ lại cả bịch bánh tráng để mời đến cô Đăng Trang và hai con rau đi rồi đi theo chú gửi tặng cho các vị huấn luyện viên. Nào cái đi. Thôi để cho cô Thu Trang rau nè, rau cây cô luôn. Thu Trang, mời cô Thu Trang rau. Đi đi lại đây, mình đi bán. Đi con đi bán con. Rau cho ngọt. Bánh tráng nè bà con ơi. Em cháu có bánh tráng nè, có xoài, có thanh long luôn. Rau cái dòng đó là về nhà tự ăn luôn đi. Em cháu có thanh long nè. Thôi ăn gì dễ ăn. Thanh long đi em cháu. Bánh tráng luôn nè. Rồi. Bên nhà bên này mua gì giùm em cháu luôn đây, nha. Đây, nhà bên đây. Là cuối cùng bánh cháy trộn ăn cho Khang Tiến chơi nè em cháu nè. Sao cái giọng mà nó nha. Cao dữ vậy trời. Sao nó hơi thè thé đúng không? Nó ra mà nó chưa. Trà đá luôn nha. Ở đây có trà đá luôn nha. Bây giờ thì xin mời phần nhận xét của nữ ca sĩ Đoan Trang và nghệ sĩ Thanh Bạch chia sẻ với tiết mục này. Wendy, cô đánh giá con rất là cao bởi vì con hát rất là vững chãi. Cái giọng của con, phần solo của con cho tới khi mà con vào cái phần bè của con đó, bè quãng 3 ở trên cao rất là cao mà con hát rất là tốt. Thêm một cái điểm cộng cho con là sau khi con hát cái bè quãng cao, con lại đi về cái giọng chủ để con hát solo cái câu gần về ao, hát vẫn rất là chắc chắn. Còn Khánh Linh thì con để ý hơn hai điều. Cái thứ nhất là cái hơi thở của con phải chắc để mà tất cả các nốt của con đi nó phải đúng cái cao độ. Cái thứ hai là cái mà tất cả các con đều hay rất là gặp phải, đó là cái phát âm ngậm ngùi, ui ui chứ không có hát ngậm ngùi ha. Trái tim không có hát tiêm, ok. Rồi, những cái nốt đó, những cái từ đó là thể hiện cái chuyên nghiệp của mình. Thì cô nghĩ là huấn luyện viên khi người ta nghe các con hát thì mấy cái đó phải sửa, thì khi sửa tụi con phải nhớ. Hôm nay hai con hát có những chỗ con hát trên phô, nhưng mà về cái phần tình cảm và cái sự cảm mà con truyền tải. Em đứng chờ sẵn thôi, lỡ có gì em không, chậm liền. Không được đâu, anh thề rồi, bữa nay mạnh mẽ lên. Về cái phần mà tình cảm thì hai con truyền tải một cách rất tốt, và nhất là những cái đoạn mà hai con bè cho nhau. Và cái đoạn cuối cùng khi mà con cất lên con rau đó, cái đoạn đó nếu như mà làm mà không hay thì có thể nó trở thành một cái gì đó rất là kệch cỡm. Nhưng mà con làm rất tốt, con làm rất chân thật. Cho nên khi Wendy hát cái câu cuối, Wendy đã mượn cái cảm xúc ở trong cái tiếng rau của con mà hát đến nỗi mà chảy luôn cả nước mắt. Cái đó là cái sự chảy chưa, chảy chưa? Không, Wendy nó em tự lo. Wendy, nói chung là hai con đã làm rất tốt cái tiết mục này. Chú bình luận thì lại được không được thành công cho lắm, tại vì bị mấy cái người này phá đám. Nhưng mà chú sẽ không nói nữa, tại nói nữa khóc. Đúng như là cô Đoan Trang cô nói á, thì khi mà Wendy cất giọng hát lên mấy câu đầu á, thì cô hơi có phần hết hồn. Hết hồn cái chỗ là sao? Vì tụi con còn nhỏ tuổi mà con hát rất là tình cảm. Cái giọng con rất là có hồn, mà cái điều đó đó không có học được. Cái điều đó là nó do bẩm sinh trời cho mình. Còn riêng Khánh Linh thì những lời góp ý của cô Đoan Trang cũng rất là đúng với con nha. Cho nên con nhớ con về con khắc phục thêm cái phần của con ha. Nhưng mà giọng con cũng là một trong những giọng tốt, rất là tốt. Mặt con cũng rất là sáng. Với lại khi mà cô thấy hai con hát xong cái bài hát này á, hai con khóc là biết hai con đã đặt để tình cảm vào trong đó rất là nhiều. Và khi mình hát một bài hát mình đặt để vào trong đó nhiều thì có nghĩa rằng là tụi con đã sống được trong bài hát, và khán thính giả họ sẽ cảm nhận được cái cảm xúc của tụi con. Cái cảm xúc của tụi con mà khi mình hát một bài hát mình truyền đạt được cái cảm xúc của cái bài hát đến cho người nghe là tụi con đã thành công rồi. Chúc mừng hai con. Một lần nữa xin chúc mừng Wendy và Khánh Linh. Bóng ai thấp thoáng
xuồng. Có phải em gái nhỏ chèo xuồng qua sông? Còn không xuống, em chèo xuống qua sông rồi nha. Đó, đợi anh tí, đợi anh tí. Bên đây nè anh. Xuống em lắc lư nè, thì em dừng tay.
chúng ta vừa đến với Minh Thiện và Bích Tuyền. Xin mời anh ba, xin mời chị Năm xuống đây. Cậu Tư, cô Bảy. Thiện, con làm chú rất là bất ngờ. Không ngờ là con hò ngọt ngào và nó chuẩn xác đến như vậy. Bích Tuyền nữa, con hò cũng rất là hay luôn. Còn ngoài ra thì cái tiết mục nhìn rất là dễ thương, rất đẹp. Duyên đúng không? Duyên dáng, bảnh bao cực kỳ luôn. Mà không hiểu sao con mướn đâu ra bốn cô gái chèo xuồng đẹp quá vậy. Bốn bà bạn của Bảo Đỏ đó. Chúc mừng con. Cảm ơn cô chú. Dễ thương đúng không? Hồi nãy con nói cái câu thoại mà thấy cô Trang ngồi bật cười quá trời luôn. Em ơi, lần đầu tiên đi xuống sợ quá à, cho anh ngồi nhà em. Gặp cô Trang là cô Trang có cho ngồi không? Cho, nói dễ thương vậy là cho. Chứ cô xô xuống đúng không? Chị nào khiêu em phải xô xuống. Ở đây nè, cá gặp nước nè, hát giọng miền Nam nè. Chú Bạch mới khám phá được khả năng hài hước của hai con. Câu hò của con á, không hò, nói luôn vậy đó, để vô bài hát. Nó tạo thành cái ấn tượng đầu tiên cho người xem. Và nó mang cái phong cách dân giả mà một chút xíu hài hước như vậy nó mới hợp với Nam Bộ, đúng không? Và cái điều quan trọng là các huấn luyện viên của các con đã tìm ra cái chất khác với tất cả những vòng trước đây. Đó là chất hài hước, một không khí mới của chính cặp đôi của các con. Dạ, con cảm ơn chú. Lúc mà tập á thì tụi con diễn chưa có quen, nhưng mà hôm nay á thì không có uổng công là các cô chú đã tập luyện cho con. Tụi con làm hôm nay rất là tốt luôn. Chúc mừng tiết mục của hai đứa. Dạ, con cảm ơn cô. Đặc biệt là Minh Thiện, hôm nay á con duyên dáng dễ thương lắm luôn á. Nhất mà khi con leo lên cái thuyền mà Tuyền đang ngồi á, chú có sợ lật thuyền không hả? Mà ai ngờ đâu, thằng bé nó mỉm mỉm mà nó leo lên nó gọn băng hà. Tôi nói lên một cái gọn lõn không có xê xích, không có lung lay cái thuyền một chút nào cả. Có. Và hai con lúc mà bốn cô lên rồi bắt đầu chịu cái xuồng nó lắc lư thôi. Chị ơi chị, bốn bà nhỏ nó mới lên chồng chành là đương nhiên. Bốn bà nó lên mới chèo, chèo mới nhúng, không chồng chành mới lạ. Đó, nhưng mà cái chính là con trai của mình đó chị. Nó tròn mủm vậy đó mà nó lên không lật thuyền lại mừng rồi chị ơi. Dạ. Đó, cho nên là hai con kết hợp với nhau rất là ăn ý, rất là duyên dáng trong cái tiết mục này. Và cái hài hước đến chúng ta đặt vào đúng chỗ, đúng hoàn cảnh, đúng thời điểm thì nó sẽ là một cái gia vị rất là hấp dẫn dành cho tất cả mọi người. Chúc mừng hai con. Vang rừng núi, dạo không ai trả lời.
Xin chúc mừng Bảo Cương, Ngọc Thanh và Ngọc Đức. Kính thưa quý vị, câu chuyện kể rằng ngày người mẹ qua đời, người cha đã dồn hết tâm trí của mình để nuôi đứa con khôn lớn. Ngày tiễn con qua phà, nước mắt tuôn rơi, người cha đau xót, lặng thầm nhìn người con dần xa khỏi tầm mắt của mình. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác đầy cảm động của nhạc sĩ Minh Vi, ca khúc Cha Già. Và hãy cùng đến với sự kết hợp giữa Minh Thiện và Bích Tuyền. Bao nhọc nhằn, nghe tiếng
cha không có sao, cha không sao. Cha thiệt là cha không sao không cha? Cha thiệt mà, cha không sao. Thiệt không cha? Cha nói thiệt. Cha! Cha sao con rồi? Cha về với mẹ thân sao? Thưa quý vị, ca khúc Cha Già. Và xin được cảm ơn diễn viên Nam Trung đã thể hiện vai người cha vô cùng xúc động. Mặc dù là đạt cuộc thi hát nhưng mà lại diễn xuất cũng rất là tuyệt vời. Lần đầu tiên được huấn luyện viên ghép đôi với nhau thành một cặp song ca mới. Nhưng mà có vẻ là sự kết đôi này vô cùng ăn ý, đã hòa quyện trong ca khúc Cha Già, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi. Và chúng tôi xin mời các cặp huấn luyện viên chúng ta chia sẻ. Xin mời gia đình Bạch Gia Trang. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Minh Vi đã viết một bài hát về người cha quá giàu cảm xúc, quá xúc động. Minh Vi là ông chồng bà Cẩm Ly hả? Có cần gì phải giới thiệu nhá. Cái ông này là một cái ông con nhà giàu, ông lớn lên trong một cái hoàn cảnh gia đình như vậy. Làm sao mà một người nhạc sĩ có đầy đủ tất cả những cái tình cảm, cảm xúc để viết về một người cha? Đó là những người nghệ sĩ rất là sâu đậm, quan tâm tới đời sống, quan tâm với tất cả những gì diễn ra xung quanh mới đưa ra những cái bài hát như thế. Và hai đứa con cho cô một cái cảm giác là khi mà cô được ngồi ở đây trong cái chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí này, không chỉ nghe tụi con hát qua mỗi vòng thi mà được coi tụi con trưởng thành, diễn xuất. Và những cái sự dàn dựng của huấn luyện viên á, làm cho cái bài biểu diễn nó nâng lên một bậc nữa cùng với âm nhạc. Xin mời gia đình Vũ Trang à. Ở cái đoạn đầu á, nếu như mà khi mà cha đi rồi đang rao cái câu rao đó thì tụi con nói sao cha ho dữ vậy. Giá như mà hai con tương tác với nhau chút xíu, hai chị em lo lắng chút xíu cho cha, chứ đừng có đứng ở đó mà chờ tới câu mình hát. Cô đang chờ tụi con cái sự quan tâm tới người cha, hoặc là hai chị em phải có cái gì đó với nhau. Tự hai đứa đứng rất là lâu để chờ vô cái câu hát của mình. Bị tiếc cái khúc đó chút xíu thôi. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo hết. Chỉ có đúng cái đoạn mà hai con vừa mới thoại xong, xong hai con đứng lại đây, xong đợi để câu hát vô. Mà chỉ rất, có cái đó thôi. Đúng rồi, nếu như mà lúc đó mà phải có thêm một hai câu thoại hoặc là diễn chút xíu nữa là rất là ok, hay lắm luôn. Hiểu là ý của Trang. Bây giờ tới phiên cô hỏi nè. Ba rau, ông cha ông rao, tụi con ngủ giả bộ thôi, tụi con thức dậy thì tụi con sẽ làm gì? Nói tiếp cô nghe cái đã. Dạ tụi con sẽ nhìn theo hướng cha đi. Rồi sao nữa? Thoại xong rồi sao nữa? Dạ nhìn. Nhờ. Rồi sao nữa? Tiếp theo hát ở đâu? Đứng ở đâu hát? Dạ đứng ngay chia sân khấu ra làm hai đi. Trời ơi, cô dặn rất là kỹ, cô bảo là nhìn theo cha, cha vẫn rao, con nhìn theo. Rồi hai chị em lúc thoại là phải nói cha ho vậy đó, rồi vẫn ngóng theo, tại vì cái nhạc nó còn rồi con vẫn ngóng theo. Con có thể đứng đó hát một hai câu bắt đầu con đi qua. Cô chỉ cái đó rất kỹ không? Có không? Có không? Dạ có. Có. Hôm nay thoại xong đi ra đứng đợi chi để cô Trang cô giặt trần ra như vậy. Cô Ly cũng không hài lòng ở chỗ đó nữa. Nhưng mà cô Ly khen là như vậy nè. Thứ nhất là quý vị cũng biết là đây là một cặp rap mới và bé chưa bao giờ biết cái vụ diễn hết. Và khi mà diễn cái này, khi mà cho những cái đoạn thoại, cô Ly phải ghi ra từng chữ, bắt về học cho rất là kỹ phần của Thiện, phần của Tuyền. Và ngay cả cái tiết tấu khi nói cũng không được nữa. Cô Trang biết không, cứ chẳng hạn như chị hai ơi sao hôm nay cha như vậy, hổm rài kiểu vậy đó. Cha ơi sao cha vậy, nó dồn dập lên chứ không phải cha ơi sao cha ho dữ vậy, không có được. Hiểu không? Và tới những ngày tập vẫn là như vậy. Cô Ly ơi, mình phải nói từ từ vậy mình mới vô ca được cô Ly à. Kể cả những diễn viên chuyên nghiệp, đúng, nhiều đúng. Người lên phim cũng bị y chang như vậy, bị cái thoại mà đúng như đọc theo cái thoại chứ không phải là theo cái tinh thần đó. Mà quý vị nhớ ở những tuần thi trước á thì bé Minh Thiện khi mà ra diễn, mặc dù con có giọng hát rất là hay nhưng mà con không tự tin trên gương mặt của mình, nó thể hiện rất rõ điều đó. Tuyền cũng như vậy. Tuyền nhớ không, tuần trước con ra con hát cái bài mà Chiều Lên Bản Thượng đó,
nói chú Nghĩa chọc con, trời ơi sao cái cô Sơn Nữ cầm cái chày giả mà giả không có đúng nhịp nữa. Thì tuần này với cái phần biểu cảm của con, chú hoàn toàn rất là hài lòng. Còn dĩ nhiên trong cái bài của mình á, các con có thể là ra sân khấu các con khớp, cho nên các con quên đi cái đường dây mà cô chú đã hướng dẫn. Cái điều đó chú hiểu, bởi vì những diễn viên chuyên nghiệp như chú Nghĩa hay cô Trang nhiều khi lên sân khấu bị quên là cái chuyện cũng hết sức bình thường. Nhưng mà cô chú ở đây á thì đủ bản lĩnh để xử lý những cái tình huống mà mình gặp phải, những cái sơ sót. Còn hai con còn quá nhỏ, còn quá mới, cho nên các con chưa biết làm thế nào để lấp đầy những cái khoảng trống mà mình vô tình đã tạo ra. Cho nên đó là cái điều mà cô Trang, chú Vũ và cô Cẩm Ly đang muốn nhắc nhở các con, để lần sau có lên sân khấu thì mình cần phải tập trung hơn nữa, mình phải chú ý những cái điều mà cô chú đã hướng dẫn để cho cái bài diễn của mình trọn vẹn hơn. Phần trình diễn của Thiện và Tuyền, hai em diễn rất là hay. Ở nơi đây đối đáp mà ở dưới nguyên có hội nhà chim đáp lại luôn. Đây, giới thiệu đôi nét về mình đi. Em tên gì và đến từ đâu? Con tên là Bùi Huyền Trang. Con 14 tuổi và con đến từ Thái Bình ạ. Chú ngồi đây với cái kiểu là một người nghe con hát, cho nên là chú cảm thấy rất là thoải mái khi nghe tiếng cái con làm con chim ho 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 ho, rất là hay, rất là dễ thương. Chỉ có một chút xíu thế này là chú có cảm giác là hình như con hơi rung,
À, khi con đứng đây con hát trước bao nhiêu người, cho nên là cái làng hơi của con đi á, nó chưa có được đều lắm. Có những chỗ nó còn rung rẩy, có những chỗ nó còn hơi yếu, cái âm lượng mình phát ra nó không có đều. Nhưng mà chú nghĩ rằng với một cái giọng hát trời sinh cho con như thế, thì về đội của hai bên này, cô Đoan Trang hay là chú Dương Triệu Vũ sẽ chỉnh cho con được cái về cái làng hơi, sẽ bù đắp con được những cái khiếm khuyết đó, và con sẽ ngày càng hay hơn nữa. Đội nào con về cũng sẽ có cái điều hay dành cho con để con học hỏi nha. Nếu con hát một cái bài bình thường của lứa tuổi con thì con sẽ hát bài gì? Dạ, thường thường thì con dạy các bạn múa và con múa chung với các bạn ạ. Múa được nữa. Đâu, con thử có thể làm vài động tác múa cho mấy cô chú này xem thử coi. Con có thể nhảy dance sport ạ. Wow. Con ơi, bây giờ vậy con nhảy, con thích con nhảy cha 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 hay là rumba? Dạ, cha cha cha. Ban nhạc chuẩn bị. Cho cô bé của chúng ta. Ba cô chú này ngồi ở đây á, là ai cũng sẽ đem lại điều tốt đẹp nhất cho thí sinh. Nhưng mà với cô á, cô cảm nhận được giữa con với cô nó có cái mối liên hệ với nhau rất là nhiều, đồng cảm với nhau. Con hát cổ điển rất là tốt, bởi vì con có cái con có kỹ thuật, nhưng mà đúng là cái hơi của con có vấn đề. Cho nên khi con chuyển giọng từ giọng thật mà qua giọng ốc á, thì nó vẫn còn cái khác biệt giữa thật và giọng gió. Cho nên cái đó thì cô nghĩ cô giúp con được hơn là chú Vũ và cô Trang. Con bước lên đây. Tới trên này nhé. Chị Đoan Trang nói chuyện cũng hơi cá nhân tí xíu. Chị tự quyết định là chị sẽ huấn luyện cho cháu tốt hơn em. Tại vì cô có cái cá nhân của cô thì cô có quyền đưa cái cá nhân của mà cô ra. Mà con biết ra. Không, cái thí sinh mà trước con á, cô cũng nói y chang kịch bản này luôn đó giờ, con. Tại vì cái đó là cái kịch bản chung mà. Rồi. Nhưng mà cô chỉ ngại một điều như là con gái thì thường về với con gái cái tự nhiên. Ủa bên đây cũng con gái về là phải giải phẫu đâu chị. Chị ơi, em nghĩ chị nên ngồi xuống là tốt nhất. Tại vì biết sao mà... Tại vì áo đồng mới may chị. Cái này chị công tâm, Trang có quyền đem cái cá nhân của mình để thuyết phục, đó là quyền của Trang phải không? Dạ. Bằng bây giờ cho em nói cái cá nhân em là con gái nha chị Trang. Quý vị ơi, tội nghiệp Thu Trang lắm nha, bởi vì nếu như mà không nói không lên tiếng thì không ai biết bả là con gái hết á. Lỗi của cô. Ok, thôi bây giờ mình không giỡn nữa. Nhưng mà lúc nãy khi mà con hát bài đó đó, chú và cô Trang đã gạt cái cần đầu tiên cho con, và đến gần cuối bài thì bên kia mới gạt lần. Cho nên là con phải biết là ở đâu đã cho con cái lòng tin trước. Và còn cái về kỹ thuật hay gì thì ngoài chú Vũ và cô Trang ra, chú còn những người thầy, người cô có thể hỗ trợ cho con. Chú tin là con có khả năng đi vào tận ở chung kết lận, cho nên con hãy tin chú đi. Nếu mà cả cái đội của cô Thu Trang với lại chú Dương Triệu Vũ có ekip để mà chuẩn bị cho con này thì không lẽ bên đây đồ bỏ sao? Đúng không? Đây đâu, ta đâu phải đồ bỏ. Chỉ có hai đội thôi, thì con dễ quyết định hơn. Và con cảm nhận rằng nếu cô Trang hú giống như con thì có lẽ nó sẽ có ý là cô nói điểm chung là như vậy đó. Cô Trang hú dữ lắm. Không biết không, mấy cô Trang hú thử cái cháu nghe đi. Không, ý nói bên đây, bên đây. Ơi, con nói đi, con chọn đôi nào. Anh Bạch ơi, anh Bạch, con. Anh Bạch ơi, anh Bạch ơi, anh làm vậy là bé nó chọn bên kia đó. Thôi. Thank you.
gió sẽ đem mời người ơi làm đi. Ơi. Cảm ơn Nhóm Múa, cảm ơn Nhóm Bè. Trời đất ơi, con đây đó Hà Thanh. Sao hôm nay con đẹp trai quá vậy? Thưa quý vị, còn nhớ cặp đôi của chúng ta không chỉ là có chất giọng ca vút, mà Nguyễn Khang còn nhớ là kỳ trước con lạc trôi đúng không? Dạ đúng. Trưởng môn phái Nga Mi đúng không? Mà bây giờ ra quay vòng coi, như chú rể vậy đó. Đó, dễ thương chưa? Và hôm nay thì bạn Huyền Trang cũng đã phát huy một chút cái khả năng của mình, đó là khả năng khiêu vũ thể thao dance sport với cái điệu nhảy. Lần đầu tiên chú thấy con nhảy đó, con nhảy cũng đẹp, dễ thương. Cảm ơn chú. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên, và chúng tôi xin mời huấn luyện viên Dương Triệu Vũ, xin mời. Hôm nay hai con làm rất là tốt, và bây giờ chú nghĩ là hai đứa có thể là hai giọng ca tốt nhất ở trong đội của chú Thanh Bạch và cô Đoan Trang. Cho nên là chú nghĩ là đây cũng là một cái cặp đáng gờm đây. Và không những là hai con hát tốt và có cái chất giọng đặc biệt nữa, cái giọng operatic của mình. Ngoài ra hai con còn có khả năng về khiêu vũ. Con thì chú không nói rồi, tại đó là chuyên của con rồi. Mà hôm nay chú mới phát hiện con cũng nhảy rất là đẹp. Và những cái bước nhảy của con, và cái mà chú cảm nhận được từ Thanh á, đó là cái sự lạc quan của con. Và chú rất là thích cái sự lạc quan đó. Con cứ giữ sự lạc quan này hoài như thế nhé. Rồi còn về con Huyền Trang thì tiếp tục phát huy giọng ca
opera của mình cũng như là cái khả năng khiêu vũ. Cứ chọn cái thể loại như thế này thì chú nghĩ là hai đứa sẽ làm rất tốt. Chúc mừng hai con rất nhiều. Chúc mừng hai bạn. Có một điều mà chú Khang hơi thắc mắc là cái giọng của Huyền Trang rất là cao. Có bao giờ là Huyền Trang thử hát opera? Dạ, con cũng đã thử qua hát opera rồi ạ. Vậy bây giờ con có thể thử một đoạn hay là một câu opera cho mọi người thấy được không? Dạ. Dạ. Con ơi, cái chú chỉnh micro trên kia đứt kim gãy kim luôn rồi. Cái kim âm thanh đó con đẩy lên tới cái mức mà nó gãy luôn rồi đó con. Tuyệt vời. Hay quá. Đây là cái át chủ bài, một trong những át chủ bài của đội Bạch Gia Trang đây nè. Chú hẹn con trong cái vòng sau nữa, chú sẽ chiến đấu với con. Xin mời huấn luyện viên Thu Trang. Hôm nay hai đứa con rất là đẹp. Trang bận cái đầm cũng rất là đẹp, rồi gắn cái bông nó rất là phù hợp với lại cái bài của tụi con. Còn Thanh thì tập trước con là trưởng môn Hoái Nga Mi, mà tập này con lịch kiếp thành một cái chàng trai sói ca vậy đó. Cho nên là cô cảm thấy tiết mục này là một tiết mục rất là hoàn hảo. Cô cảm ơn tụi cảm con. Cảm ơn cô. Dạ, xin mời gia đình nghệ sĩ Đại Nghĩa tỏ cảm ly ạ. Trước nhất là con có lời khen. Tại vì bài hát này cái khó là một điều. Thứ hai nữa, lời nó rất là nhiều mà nó chạy chữ rất là nhanh. Phải đòi hỏi tụi con rất là thuộc bài mới có thể hát được, mới chạy chữ. Không thôi là sẽ không hát được bài này. Cái thứ ba nữa, vừa hát mà còn vừa nhảy được nữa, mà nhớ bài. Vậy là tụi con quá giỏi so với tụi con rồi. Và đặc biệt hôm nay thì ngoài cái sở trường nhảy của con thì đã biết rồi. Thì hôm nay cô chắc chắn ở cái dòng nhạc này chính là sở trường của Huyền Trang. Tại vì cái cách con hát không thể nào mà một người bình thường mà chưa bao giờ hát mà hát được, là con có học. Con học và đây chính là cái sở trường của con. Và hôm nay là cái giọng của con được phát huy rõ ràng nhất. Thế mạnh của con ở đây hôm nay con phát huy. Tại vì con hát cái dòng nhạc opera, khi mà con hát lên như vậy, con thấy cái khoảng vang của con nó dễ sợ lắm. Đó, tức là nó rất là tốt. Và con đã học cũng là, cô nghĩ chắc học cũng đã lâu rồi. Và cô chúc mừng tiết mục này, rất là dễ thương, rất là hay luôn. Xin mời huấn luyện viên Đại Nghĩa. Thấy anh dịnh ghế rồi bấu víu khi nghe cái tiếng hát. Bởi vì sợ bị bể tim á, bởi vì một cái giọng, một âm thanh nó lãnh lót, nó cao đến như vậy. Cái giọng hát của con nó hay quá, nó đẹp quá luôn. Và đúng đây là cái sở trường của con. Cô chú bên đây đã lựa chọn cho con một cái bài hát mà cần có cái chất giọng như con mới có thể hát được. Và cái điều đó, mới đầu thì chú là e ngại cho Thanh. Bởi vì chú biết rằng cái sở trường của Thanh không phải là ở cái dòng nhạc như thế này. Và rõ ràng khi mà con hát cùng với Huyền Trang á, nó có một cái sự chênh lệch. Trước tiên là về cái nhìn, về chiều cao. Hai bạn, một bạn thấp hơn, tròn hơn, bạn cao hơn. Rồi một bạn là đúng cái sở trường giọng hát của mình. Cho nên là cái giọng cất lên ở những cái nốt cao, nó lạnh lót, nó vang, nó rất là đẹp. Còn Thanh, cho nên là con cảm giác rằng chưa có được thoải mái lắm với cái tiết mục này của mình. Bởi vì cái giọng của con nó không phải nằm ở khâm vực đó, nó không phải là cái màu sắc này. Nhưng con đã rất là thoải mái, rất là tự tin trong cái phần trình diễn của mình. Mà bởi vì chính cái điều đó nó làm cho con đáng yêu vô cùng. Ban đầu thì chú tập trung, chú nghe Huyền Trang hát. Nhưng mà lúc sau chú lại lo chú dòm con, bởi vì thấy con đáng yêu quá. Thấy một cái cậu nhỏ mập tròn quay lùng sủng chút xíu đứng kế bên cái bà giống kia cao đẹp lộng lẫy. À giống chú đi. Duyên dáng dễ thương, nhảy tự tin hát, mặc dù cái giọng mình không phải vô cái bài này. Nhưng mà con đã làm rất là tròn trịa bên cạnh một Huyền Trang, cái giọng quá điêu luyện. Chúc mừng hai con với tiết mục thành công. Và có lẽ người hạnh phúc nhất không ai khác chính là gia đình Bạch Gia Trang với tiết mục này. Xin mời ca sĩ Đăng Trang. Ai nói với cô là cô ơi, tuần này con sợ con rớt.
ai nói với cô là cô cho con hát bài sở trường của con. Cô nói là dẹp hết tất cả những suy nghĩ đó qua một bên cho cô. Bỏ hết tất cả các áp lực của tụi con đang suy nghĩ là sợ rớt, sợ thua, sợ gì. Bỏ qua hết. Nhiệm vụ của tụi con là cái gì? Khỏe mạnh cho cô, vui tươi như là cái tuổi của tụi con, và tập luyện. Không có một con đường nào khác để chiến thắng ngoài cái con đường tập luyện. Và kể từ đó tụi con đã bắt đầu vào tập luyện. Bài hát rất là khó. Tuy rằng bài hát này hôm nay diễn rất là thành công, làm cho các cô chú thấy là bài hát rất là phù hợp với giọng của hai con. Nhưng mà khi cô giao bài, hai đứa con nhìn cô bằng một ánh mắt hình viên đạn. Cô ơi, tại sao lại là Omelie? Nhưng mà tập luyện và phải thử thách chính bản thân mình. Thanh, ngày hôm nay cô rất hạnh phúc. Chú Thanh Bạch rất hạnh phúc bởi vì đã cởi bỏ một Ngọc Thanh trước đây. Tại vì cô chú biết tụi con từ những cuộc thi trước nữa. Duy nhất một cái gương mặt đó, duy nhất một cái thể loại âm nhạc đó, duy nhất một màu sắc đó. Và cô muốn con phải khác, phải khác, phải khác. Và bây giờ ngày hôm nay tụi con rất khác biệt, vẫn phát huy được cái lợi thế của mình, cái giọng hát của mình, nhưng được thể nghiệm một cái thể loại mới. Và những cái cố gắng, những cái tập luyện của tụi con đã được trả bằng một cái kết quả rất là tốt đẹp cho cái phần biểu diễn vừa rồi. Cô chú cảm thấy rất là vui và hãnh diện về tụi con. Chúc mừng tụi con. Xin mời huấn luyện viên Thanh Bạch. Cái niềm tin ở bên trong á, của mỗi một người khi bước ra sân khấu, nó quyết định sự thành công trước khi tiết mục biểu diễn. Tụi con suy giảm niềm tin có nghĩa là tụi con đã chiến bại trước khi con bước ra sân khấu. Thì ở đây tụi con đã học lời thuộc hết trước khi gặp nhau, để rồi gặp nhau để cô chia câu, rồi tìm cái ưu điểm của bạn này và bạn kia. Và tụi con đã làm xong cái phần nhạc thì bắt đầu tụi con phải say mê với cái phần nhảy múa. Và đây là một thử thách không nhỏ với Ngọc Thanh, bởi vì chưa từng nhảy múa. Những động tác đầu tiên Ngọc Thanh làm tôi không dám cười, sợ em nó mất tinh thần. Tại vì nó lắc cái vai giống như là con gì ấy mà nó làm tôi buồn cười lắm, mà tôi không thể cười. Tại vì nó cố gắng mà, nó đang nỗ lực. Nhưng mà cái sự nỗ lực đó vượt qua bản thân mình, và Thanh thấy mình khác. Cho nên cái tinh thần của Thanh bữa nay mọi người cảm nhận open, mở hết ra và hưng phấn vì mình làm chủ được một thể loại mới, làm chủ được giọng hát, và đặc biệt là múa coi như nó đã trong máu, không cần phải nhớ đi bước bên phải hay bên trái. Chính cái điều đó con mới thoát được tất cả những sợi dây ràng buộc, mà những sợi dây đó sẽ không làm cho mình bay cao được. Và tập kỹ, công lao động bao nhiêu cũng không tiếc, là bởi vì chỉ có những giây phút này và được đánh giá trên sân khấu mà thôi. Con đã đánh dấu một chặng đường mới giữa Trang và Thanh trong Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Con nói cái lông trắng đó là ở đâu có vậy con? Dạ, của chú Thanh Bạch cho con ạ. Vâng. Thế thì câu hỏi khó hơn. Con có biết đây là lông của loài chim quý nào không? Đâu biết đâu, đúng không? Thế con phải hỏi chú Thanh Bạch. Chú Thanh Bạch ở nhà có rất là nhiều phụ kiện khác nhau. Lần sau mà con cần cái phụ kiện nào, con cứ alo cho chú Thanh Bạch một cái là con sẽ có hết. Từ con cũng vậy nha. Cà vạt, nơ, đèn chiếu, lấp la, lấp lánh gì chú Thanh Bạch có hết. Nhau
giờ mình gặp nhau. Đó chính là Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Hôm nay dễ thương quá, kiếm đâu ra cặp kiến. Đã vậy mái tóc còn dài thước tha như hai cô cậu học sinh cấp 3 vậy chứ ai có biết đâu. Đâu, mới... cấp 3 cái gì, đây là thầy giáo và cô giáo. Họ gặp lại nhau và họ nhớ lại kỷ niệm hồi nhỏ học chung trường. À, hiểu chưa, đó là cô và thầy gặp nhau. Chúng em chào cô thầy. Hay quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét đầu tiên. Xin mời cô Cẩm Ly. Câu thôi à. Quá ngọt ngào. Vậy thôi à, cô Cẩm Ly nói vậy thôi. Quá ngọt rồi, hát cô, gì là quá ngọt là ngon cô rồi. Cô Cẩm Ly là hơi khó tính mà hôm nay cô chỉ nói con câu quá ngọt ngào là mình 10 điểm rồi đó. Giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại huấn luyện viên Đại Nghĩa. Thêm câu nữa quá dễ thương hết. Cảm ơn chú. Thank you, hàng thêm song. Câu nha. Cô Trang. Thêm câu quá tròn trịa. Xin mời huấn luyện viên Thanh Bạch. Bài nổi Buồn Hoa Phượng đã đưa tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền quảng bá đến quảng đại quần chúng. Mà cái thời đó các con biết không, chỉ có radio thôi, còn truyền hình thì sau đó đến thập niên 60 mới có truyền hình trắng đen. Đó thì đầu tiên người ta sẽ nghe qua đài phát thanh, rồi đến băng cassette vân vân. Thì đây là những cái ca khúc của những cái thời mà người ta nghe nhiều hơn là nhìn như ngày nay đó. Và ca sĩ Thanh Tuyền từ đó được yêu mến và đóng dấu cái tên bài hát này đã đi đôi với tất cả những thế hệ học trò của cô, của chú và của nhiều thế hệ khác cho đến ngày nay. Mỗi khi hè về là bài hát này, là bài hát kỷ niệm. Một người nào đó trong lớp hát là cả lớp nhớ về cái kỷ niệm xưa của mình. Cô chú hàng năm ở cái lớp hồi cấp 3 đó vẫn gặp nhau. Và tụi chú là cũng rắc mắc lắm, cô giáo cũng còn ngồi đó đóng vai cô giáo, còn cô chú thì đóng vai học trò như mình còn nhỏ đó. Rồi cô giáo cũng đứng lên giảng bài, cô giảng vài câu cô khóc, học trò giơ tay lên trả lời xong cũng khóc, bởi vì đang sống lại cái kỷ niệm của mình. Thì ở đây á, tụi con có thể cái cảm xúc của bài hát của mỗi người sẽ khác nhau, nhưng mà cái giọng miền Bắc của tụi con mà bẻ theo kiểu tiếng Bắc mà cái âm Nam á, thì cái điều này nó rất là khó trong nhạc bolero. Và cái sự thành công của ca sĩ miền Bắc rất là ít đối với dòng nhạc này, bởi vì mặc dù phát âm đúng nhưng mà ngọt và tròn và chỉnh là cái điều rất là khó để truyền đạt cảm xúc. Thí dụ như con gái con hát có những chữ thì rất là ngọt nhưng mà vẫn còn những cái âm hưởng rất là chuẩn của tiếng Bắc. Khi mà phát âm tiếng Bắc thì ca sĩ người Nam vẫn có cách làm cho nó mềm đi và vẫn nghe là chuẩn tiếng Bắc, nhưng mà cái cảm xúc nó sẽ đầy hơn. Và nếu con chú ý thêm một chút nữa thôi, con đạt 99.9% rồi thì 0.1 nó chẳng là cái gì đối với con hết, đúng không? Cảm cả hai đứa chú đều có như vậy hết. Chúc mừng. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ từ gia đình Vũ Trang.
cô Trang cũng có cái cảm xúc giống như là chú Thanh Bạch vậy đó. Khi mà nghe cái bài hát này của hai con hát á, tự nhiên mình cũng bồi hồi, mình xúc động, mình nhớ lại cái thời học sinh của cô Trang đồ, bạn bè sao, cô giáo sao, rất là nhớ cái khoảng thời gian đó. Mỗi khi nghỉ hè là mỗi đứa truyền tay nhau cái cuốn lưu bút rồi ghi vô trong đó, rồi hoặc là dán hình mình vô trong đó, cứ truyền tay nhau vậy cái cuốn lưu bút đó, thì rất là xúc động. Xúc động. Nói chung á là cái tiết mục này cô Trang cũng tiếp theo lời của một câu của cô Cẩm Ly, chú Nghĩa, cô Đoan Trang, chú Thanh Bạch là chuẩn. Cảm ơn chú. Quá hay. Nhưng mà hồi xưa cô Trang có hay hát cái bài Nỗi Buồn Hoa Phượng không? Dạ. Thật sự thì có hát chứ. Tại hồi lúc mà học sinh thì mấy bài này mình thuộc. Mình bình thường nghỉ hè mình lại nhớ mình muốn đi học đúng không? Dạ. Vâng. Xin mời huấn luyện viên Dương Triều Vũ. Vũ có một cái kỷ niệm với bài hát này một cách rất là dễ sợ, là tại vì khi mà Vũ lựa bài này cho hai cháu, lúc đó Vũ đang bay ở trên trời. Lúc đó Vũ đang bay từ Tokyo bay qua Mỹ, và ở trên đó thì nó có wifi, cho nên là mình đang lựa bài cho các cháu thì không biết phải lựa bài gì, là tại vì sau một cái tiết mục đương đại của hai cháu hát bài Bà Tôi thì nói chung là cái thể loại gì hai cháu cũng có thể làm được hết, cho nên phải đấu trí để lựa một cái gì đó nó thật là gần gũi, thật giản dị nhưng mà nghe là phải vỗ tay liền. Thì Vũ nghĩ là ngay lúc Vũ đang bay ở trên vòng vòng ở trên Bắc Cực thì Vũ nghĩ liên khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng. Thì lúc đó là Vũ đã nhắn tin cho ở dưới mặt đất. Từ trên trời nhắn tin xuống mặt đất là nhắn với Vĩnh, chú nói là con hát được bài Nỗi Buồn Hoa Phượng hay không. Thì cháu nói là được. Thì Vũ mới nói là vậy con nói với Quỳnh Anh luôn là hai đứa hát bài này cho chú nhé. Và thật sự là chú không nghĩ là hai đứa có thể truyền tải cái bài này hay đến như vậy. Viên em đã lựa cái bài mà để em không có bị không dính tới quê hương, không dính tới cha mẹ để mà không khóc, nhưng mà cái này em dính nghe tới thời học sinh của anh. Em nghe không, anh khóc không phải là vì anh, nhưng anh khóc là vì hai cháu làm quá tốt, hai con làm chú hãnh diện và chú cảm thấy tự hào, rất là tự hào khi những gì mà chú đưa ra hai con đều làm một cách trọn vẹn và tuyệt vời như vậy. Cảm ơn hai con rất nhiều. Cảm ơn chú. Nhưng mà cho chú Khang hỏi một chút là trước khi mà chú Vũ nhắn cho hai con thì hai con đã từng nghe ca khúc này chưa, hay là một ca khúc này là mới hoàn toàn? Dạ, mới hoàn toàn. Chưa nghe đúng không? Chưa nghe mà có thể tập mà hát được như vậy mà truyền đến cảm xúc của mọi người, thì cái việc nhắn tin từ trên trời xuống cho dưới đất nó vô cùng xứng đáng đúng không? Và cái quan trọng nhất á, nhạc Bolero cái câu quan trọng nhất tức là cái câu đầu tiên, mình mà nghe mà hát chuẩn một cái là tự nhiên khán giả bắt buộc phải vỗ tay thôi. Bây giờ con có thể nào cho chú một cái cơ hội để nghe lại cái câu đầu tiên một lần nữa được không con? Mỗi năm đến hè lòng man mát buồn. Cảm ơn con. Thank you. Vâng. Đi lùm quả ngọt rừng cho con đỡ đôi qua đêm. Tôi muốn quên đi đôi chân trần. Cha đi lùm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Trắng soi cả cuộc đời và cả một đời.
rừng cho con đỡ đói qua đêm. Dấu chân xưa trên đường em về giờ đã xa hoa những nhành hoa vắng. Người đang đi qua những lời em kể, này giấc mơ chưa bao giờ em về. Tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Này giấc mơ chưa bao giờ em về. Một giấc mơ dậy dậy hả em dậy. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản mashup hai ca khúc Đôi Chân Trần và ca khúc Giấc Mơ Trưa, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nhận xét của gia đình Bạch Gia Trang. Tụi con gặp một cái điểm khó là Đôi Chân Trần và Giấc Mơ Trưa là hai bài đơn ca. Chính vì vậy cho nên cái không gian của chúng ta nên xác định là mình và bạn diễn của mình là cùng một phía hay là đang đối thoại, thì tụi con sẽ rất là dễ chia vai để cách mình hát và cái cách giao lưu của mình nó rõ ràng và nó minh bạch. Giọng hát tụi con rất là tốt, chỉ có điều là khi tiếp xúc với micro âm thanh thì phải quản lý được cường độ của giọng hát của mình. Thí dụ cái câu kết của tụi con nên là một giấc mơ tan, tụi con là rock mà, tụi con cái con dày, tụi con mạnh quá cho nên là cái giấc mơ đó như nó chưa tan kịp, nó chưa có tan kịp mà nó ập tới thì nó sẽ làm giảm bớt cái cảm xúc ở trong lòng của người nghe. Ý chú nói đây là cái cường độ thôi, mà cái kỹ thuật tốt là không phải dễ mà có. Chích cái độ xa và xa đến mức độ nào thì cái điều đó phải kinh nghiệm trau dồi cái này hơn, và tụi con sẽ làm chủ được giọng hát của mình. Và bài khó cỡ nào, cao cỡ nào không có ngại, mình bung ra hết mức. Là... các con có thể khắc phục ngay bây giờ. Hát câu kết đi tụi con. Mùa giấc mơ ta. Đẹp quá trời. Trời ơi. Hơi bị xa quá một chút nha con. Chứ mà khó quá. Bởi vậy nó cũng rất khó. Có nghĩa là một hồi thì anh Bạch bảo sao nó bị lớn quá, nhưng mà khi nghe chú Bạch nói xong thì kém ra thì nó là nhỏ quá. Không vậy không? Nó là nhỏ quá, cho nên cái này là phải thời gian với kinh nghiệm. Trong một khoảng thời gian rất là ngắn, những cái điều mà cô chú chia sẻ với con gần như là chỉ là kinh nghiệm để các con có thể tiếp thu được cái phần nào và tự rèn luyện là chính. Nhưng cái chính là chúng ta có tiềm năng, chúng ta có nội lực, chúng ta có rất là nhiều thứ. Chỉ cần thêm khoảng thời gian nữa để các con trưởng thành hơn trong giọng hát cũng như là trong phong cách trình diễn. Dù sao thì các con cũng đã mang đến cho cô chú cũng như là rất nhiều quý vị khán giả khi nghe lại hai cái bản này mashup lại với nhau, nó có những cái cảm xúc rất là đẹp. Cảm ơn các con rất là nhiều nha. Xin được cảm ơn 6 vị huấn luyện viên của chúng ta đã chia sẻ cho các bé những kinh nghiệm để có thể hoàn thiện mình hơn.
Long và Dạ Thảo với ca khúc Hành Trình Trên Đất Phù Sa. Sữa thơm
mềm mỏng ứng môi hồng, hơi ấm mẹ đông đưa chiều gió lòng. Những sự đói no chỉ là nhu cầu cho thể xác, còn tiếng mẹ ầu ơ ấm nồng từng giai điệu ngọt liếm lời ru là nhu liệu của tinh thần. Không sắc không hương nhưng thơm ngọt đắng ngần, nhưng điều bắt nguồn từ tiếng mẹ thân quen. Làng điệu nào mà ta gọi dân ca, sao lại giống như những lời ru của mẹ. Điệu lý câu hò khơi đồng tình quê, làm sao xuyến đêm mê là bài ca vọng cổ. Đồng đàn đã khô ngưng âm hương cội nguồn, từ nỗi trăm trứng ngỡ cho trăm con tự hào biết mấy. Ôi giang đứng Việt Nam đẹp mơ đẹp mơ. Tiếp một hát từ cội nguồn và xin được giới thiệu Đức Vịnh Quỳnh Anh cùng với nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và huấn luyện viên Dương Triệu Vũ. Thưa anh Linh, cái lý do mà anh nhận lời tham gia biểu diễn hỗ trợ cho tiết mục của các bé trong đêm chung kết ngày hôm nay, anh có thể chia sẻ được không ạ? Ở đây nó không có cái động lực gì mạnh bằng cái động lực anh em ruột thịt trong nhà. Bởi vì Vũ là em ruột của mình. Thu Trang là một đứa em gái mà Linh cũng rất là thương. Ở đây còn một người nữa đó là Cẩm Ly, một trong những ca sĩ mà Linh cũng rất rất thương, rất thương. Ngày hôm nay Linh góp mặt ở đây, cái thứ nhất là để động viên các cháu là chính. Chứ còn nói về hát cải lương thì mời nhiều người hát cải lương chứ không phải cần mời tôi đâu. Thôi tôi hát cải lương dở ồn. Nhưng mà để đến được đây thì Linh rất là vui. Cảm ơn tụi con nhiều. Và xin cảm ơn ạ. Và bây giờ chúng tôi xin phép mời đội của gia đình Bạch Gia Trang. Chú Hoài Linh cũng đã chỉ cho con luyến lái rất là nhiều. Và tất cả những điều đó nó giúp cho tụi con có một cái niềm tin, một cái bản lĩnh và hoàn thành một tác phẩm lớn mà đối với những ca sĩ thành danh cũng khó lòng có thể chinh phục khán giả được. Chú Bạch xin chúc mừng hai con. Chú. Xin mời người phụ nữ trong tà áo dài nhung đỏ chị chia sẻ. Đầu tiên thì cô muốn tất cả khán giả chúc mừng cho tụi con một tiết mục rất là tuyệt vời. Đức Vĩnh và Quỳnh Anh, tụi con vẫn giữ được cái chất ngọt ngào của dân ca, đó là sở trường của tụi con. Nhưng mà từng cái hơi thở của tụi con rất là chắc chắn mới có thể hát được cái ca khúc này. Và cái bài hát này được các chú, các cô dàn dựng rất là đẹp, cộng thêm sự phối hợp của chú Hoài Linh, làm cho nên tiết mục của tụi con là một cái bức tranh rất là tuyệt hảo. Xin được chúc mừng một lần nữa. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn đội đỏ, gia đình Bạch Gia Trang.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội Hồng Lumina. Xin mời nữ ca sĩ Cẩm Ly. Bởi vì đã vào bên đây thì ai cũng biết thực lực của các con là như thế nào rồi. Bản thân cô muốn thưởng thức và cô cũng muốn các con dẹp bỏ hết tất cả mọi thứ, mình lên đây thăng hoa trong những cái bài hát của tụi con. Để một phần là tụi con thỏa được cái đam mê của mình, phần khác nữa tụi con sẽ để lại những cái ấn tượng rất là tốt đẹp và những cái tiết mục rất đặc sắc ở trong lòng, ghi dấu ở trong lòng khán giả. Nghệ sĩ Đại Nghĩa, xin mời anh chia sẻ ạ. Phải nói rằng hai con quá bản lĩnh. Với chú Nghĩa, cái bài hát này nó gần như là một cái tổ khúc, nó nhiều cái đoạn khác nhau, mỗi một đoạn với những cái tiết tấu khác nhau, cái âm vực nó cũng khác nhau và cái phát âm nó cũng khác nhau, mà các con làm rất là tròn trịa, không hề có cảm giác là các con run sợ một chút nào cả. Đặc biệt là Đức Vĩnh, chú đặc biệt ấn tượng với con ở cái đoạn mà con vô ca, nó đẹp vô cùng luôn. Và từ dưới đây nhìn lên hai con với cái trang phục như thế này, chú hình dung ra hai cái bình bông. Hai cái bình bông bằng gốm sứ. Gốm sứ một khi người ta đã tinh luyện tới cái mức mà tinh xảo á, thì nó vừa mang một cái vẻ sang trọng đài cát, và khi mình gõ vào nó phát ra một cái âm thanh nó rất là đẹp. Và hôm nay hai con đúng như cái điều mà chú đang hình dung. Chúc mừng hai con. Con cảm ơn chú. Xin cảm ơn anh Đại Nghĩa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chia sẻ của đội nhà. Hai con là niềm tự hào của Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí và niềm kiêu hãnh của cô Trang và chú Vũ. Con cảm ơn cô. Còn chú Vũ, những cái gì mà các cô chú đã chỉ dạy cho hai con, hôm nay hai con giữ được cái sự điềm tĩnh, giữ được cái niềm kiêu hãnh và tự hào của người Việt Nam để trình diễn những cái cách hát từng vùng, từng miền và mang cái niềm tự hào đó. Đây sẽ là một cái dấu ấn của tụi con. Chúc mừng hai đứa. Cảm ơn chú. Ước ước rồi đúng không ạ? Bữa nay quên đem khăn giấy cho anh Vũ. Thấy chưa, lần trước hứa đem khăn giấy mà không đem rồi đấy chứ. Vũ, anh có sẵn luôn. Trời ơi, anh lúc nào cũng chu đáo hết anh Nghĩa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho hai bạn nhỏ của chúng ta. Thank you.
Nhược với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, ca khúc Tình Ca. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của các vị huấn luyện viên. Xin mời gia đình huấn luyện viên Đại Nghĩa và Cẩm Ly. Xin mời. Từ đầu chương trình bây giờ là nói là con là một cái giọng ca nam rất là cao. Mà hôm nay con phải dùng từ là hôm nay là con ca cao vun vút luôn. Vun vút luôn á. Cao thiệt là cao luôn. Mà hôm nay trang phục rồi, rồi chải cái tóc rồi nhìn ảnh đạo mạo giống như đang mình đang trong một cái nhà hát. Đây sẽ là một cái kỷ niệm. Sau này khi con già giống chú, con nhìn lại thì con sẽ thấy rất là vui. Anh nói cái gì vậy? Anh trẻ măng. Anh nói cái gì vậy anh Vũ? Ủa anh trẻ thiệt hả? Anh trẻ lắm. Ôi vậy trong mắt em thôi. Sau này khi con già giống chú Thanh Bạch. Rồi cái gì vậy? Em dễ sợ luôn. Anh Bạch không có làm gì nên tội. Sau này khi con già và tóc trắng giống chú Đại Nghĩa. Tôi quánh nè, tôi quánh nè. Ở dưới kia mồi kìa, nói chung là chúc mừng con. Cảm ơn chú. Xin mời gia đình Bạch Gia Trang chia sẻ. Một lần nữa, tất cả chúng ta phải nên cảm ơn công ty Sen Vàng, rồi đài truyền hình Vĩnh Long, các cô chú, mọi người cùng chung tay với tất cả chúng ta. Cô nhìn thấy cô mừng lắm, bởi vì tụi con chắc chắn có được một cuộc chơi rất là đẹp đẽ. Cho nên xin được cảm ơn tất cả mọi người. Tuyệt đỉnh song ca nhí thành công. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn. Và một lần nữa xin được chúc mừng Minh Nhật. Con đã có một phần trình diễn rất là tuyệt vời trong đêm nay. Chúc mừng con. Con tên là Mai Minh Thiện. Năm nay con 12 tuổi. Quê con ở tỉnh Tiền Giang, con sống với mẹ. Con lớn lên cùng với những khúc dân ca, câu hò, điệu lý ngọt ngào. Những nốt nhạc trầm bổng của mẹ đã nuôi dưỡng ước mơ con. Giờ đây, con có thể cùng mẹ hát những bài hát ngọt ngào. Nơi nào có khán giả, nơi ấy chính là sân khấu tuyệt vời của con và mẹ. Ước mơ của con được mẹ dung đắp từng ngày, mẹ vất vả ngược xuôi để con được học hành lên người và có thể thực hiện được ước mơ lớn nhất trong cuộc đời con. Mẹ ơi, âm nhạc cũng giống như ước mơ trong con, sẽ không bao giờ dừng lại. Mẹ bảo, đời mẹ chưa từng được bước trên sân khấu lớn, thì hôm nay con sẽ thay mẹ thực hiện ước mơ ấy, mẹ nha. Mẹ ơi, con về rồi nè mẹ. Mẹ có khỏe không mẹ?
em. Cưng quá, cưng quá. Dạ con trai em. Xong rồi. Con trai em, con trai em. Tôi hung rồi. Gì? Rồi đi vú. Trời ơi, hung trên đầu, trên tóc nó làm gì? Chú hung nha má. Chết nhỏ thiệt tình. Con ơi con. Gì cô Trang? Cô Trang muốn hung hả? Em đi á. Em đi hả? Con có cái mặt giống Y Trang em đi luôn nè. Y Trang em đi luôn mà. Có hai con mắt, có cái mũi, có cái miệng. Trời giống ơi, con. Đừng thả cháu nó ra. Rồi em giới thiệu đôi nét về mình đi. Em tên gì, đến từ đâu? Dạ con tên Mai Minh Thiện. Năm nay con 12 tuổi. Con đến từ Tân Phước, Tiền Giang. À, em có biết hát ca cổ không? Ở Tiền Giang á. Dạ biết. Vậy thì thử bài ca cổ cho mọi người nghe cái chơi ha. Nghe. Dạ. Con trở về để thăm ngắm người đã tan 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 diễn bóng ngoài yêu đã dính diễn xa rồi. Wow. Hay quá. Con nhờ cô Thu Trang hát một câu giọng cổ đáp lại đi con nha. Mời cô Trang. Cô Trang quán quân một cuộc thi về cải lương đó con à. Dạ em thưa mấy anh mấy chị, em cũng phải hát một câu để phục vụ quý vị khán giả ở đây cũng như mấy anh mấy chị, để cho mấy anh chị vui lòng. Mấy anh chị chặt chém em quá mà đúng không? Bây giờ em không không bài anh à. Có làm MC chỗ anh Nghĩa bữa gặp em biết. Dạ dạ em biết mà, em hát hay anh biết em mà. Không em hát được. Không phải anh Bạch ơi, anh Bạch lịch sự quá khi nói Trang hát được. Nó phải nói là Trang hát đọc. Dạ em hát câu Lan và Điệp nha. Dạ. Trời. Cô Trang quán quân một cuộc thi về cải lương đó con à. Anh có làm MC bữa gặp em biết. Dạ dạ em biết mà, em hát hay. Em cũng phải hát một câu để phục vụ quý vị khán giả ở đây. Thu Trang, 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 Thu Trang. Này, Điệp ơi mang lên chốn thành đô nhà sẽ rực rỡ. Xin anh mừng quên bên đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò dò mơ. Lấy hơi, lấy hơi. Hát như dao đâm vào tim nghe nè, để nghe cháu nó nói nè. Con thấy cô Trang hát thế nào, con cứ nói thật lòng. Dạ cô Trang hát hay. Con ơi con thật là một chàng trai khéo nói. Chú nói thật lòng với con, khi chú nghe cô Thu Trang hát cải lương, chú có cảm giác chú được giảm cân. Cô Trang hát tới đâu chú xúc mỡ tới đó. Trang phải hỏi Khang, Khang khách quan. Tôi hỏi làm gì cho mấy người mần nhục tôi nữa à? Trang phải tin Khang, Trang hỏi đi. Xin lỗi mấy người, bản thân tôi còn không tin, tôi mắc mớ thì tôi phải tin mấy người. Nằm mơ đi. Yeah. Rồi, được. Bây giờ con thiện, con sẽ nghe một cái lần xanh thứ hai có đại diện chú Đại Nghĩa sẽ hát chèo để tặng cho con nha. Trời ơi anh ơi, em không có biết hát chèo. Anh chèo cho anh coi đi. À, em chèo xuồng thì được. Thôi bây giờ như thế này nè, bên kia có con câu cải lương, bên đây quất thêm câu cải lương nữa cho bé nó coi coi bên nào được. Con muốn nghe cô Cẩm Ly hát. Thấy không? Chết rồi. Cô Ly ơi. Rồi đó, cái độ nghiêng về bên phía bên này có vẻ nhiều hơn rồi. Đồ lá vàng đó, cậu lá vàng đó. Kia cũng ngập ngừng rơi trong gió, như nỗi sầu xưa chồng chất giữa tim sâu. Rồi xong. Con nghe nè, là một dòng lệ ngán ngào. Chiếc lá vàng rơi như con đò nhỏ. Bên hẹn xa đây là bài chương trình vọng cổ đâu Nghĩa. Ai biết đâu kêu hát à. Dù cho cánh bướm phai màu, tình lãng và điệp trọn đời không phai. Câu này không biết. Rồi cô đang thiếu một giọng hát cải lương. Hồi nãy cô quên bấm. Theo cô thì cô thấy như thế này, đội cô rất là cần một bạn hát cải lương. Cần nhưng mà cái lỗi của cô chú là hồi nãy quên bấm con, lo coi quá xong cái. Trời dễ sợ. Xong cái thấy hai đội xanh lè này cái nhỏ mình thấy mình quên bấm. Nhưng mà con cũng đừng quá thích cô
Đoan Trang và chú Thanh Bạch mà con đổi ý. Không sao hết. Chị Đoan Trang giống như là chị đang bị ảo trời. Nếu mà có thì chị nói em lấy thuốc kìa. Đúng là hồi nãy cô quên uống thuốc. Vậy con về cô uống đi con. Con về cô uống đi. Cái này quý vị, quý vị, giống như tự nhiên á, tự nhiên bây giờ tự nhiên tôi nhào lên tôi nói chứ dạ cảm ơn cả thế giới đã yêu mến tôi gì đó. Có ai nói thế nào đâu. Nhưng có một chữ nhưng. Theo cô thấy, nếu như mà con thích cải lương thì cô nghĩ mặc dù chú Đại Nghĩa đang không có tốt với cô nhưng mà cô thấy là con nên về rồi cô Vũ Trang. Nghe ghê không? Bà nghĩ sao? Bà chưa quăng miếng mà bà cười trước. Không, tại vì cô không phải là những diễn viên diễn hài. Cho nên cô đừng có diễn, cô đi về đấy. Không, nãy giờ là giỡn thôi. Chứ theo cái khách quan của cô á, thì cô thấy là chú Đại Nghĩa với cô Cẩm Ly có thể giúp cho con hơn. Rồi, anh hút cho nên gì? Là em ơi, thuốc anh để sẵn. Hay quá Bạch ơi. Nãy giờ là mọi người ai cũng nói hết nhưng mà chú Vũ chưa nói. Thiệt sự là lúc đầu chú không định chọn con là tại vì con hát còn yếu lắm ở cái phần đầu, nhưng mà ngay cái phần mà con hát giọng cổ mà thì nó có cái độ sáng ở trong cái giọng của con, và chú có một bé gái bằng cỡ con, dễ thương như con, hát hay như con. Về dòng nhạc này nếu như hai đứa mà kết hợp với nhau thì chú nghĩ đó là sẽ là một cặp song ca hoàn hảo. Nhất con ơi, thật ra con nên về đội cô Trang và chú Vũ, tại vì sở trường cô Trang là cải lương. Cô Trang hát cải lương rất hay, tại vì cô Trang là diễn viên hài cho nên cô Trang làm bộ hát dở để cho mọi người cười thôi. Chứ thì ra cô Trang hát cũng dở vậy đó con. Bà nha, cô Trang hát bà nha, tôi đang nói nghiêm túc để cho cháu nó thuyết phục. Ở gia đình sao con? Con có coi cái Tuyệt Đỉnh Song Ca Người Lớn không? Con biết cái đội mà thắng Tuyệt Đỉnh Song Ca Người Lớn là ai để mời đội? Đó là đội của chú. Nếu như con về đội của chú sẽ cho con gặp chú Hoài Linh nữa. Trời ơi, làm như một mình chú Vũ biết chú Hoài Linh vậy đó à. Nhưng mà người ta là em ruột. Ngoài chú Hoài Linh ra con còn gặp được chú Đàm Vĩnh Hưng nữa nè. Còn cô Hương Lan sẽ giúp con để bảo vệ con nữa. Trời ơi con, bên đây nhà chú cũng có chú Hoài Linh cũng được nha. Chú Quang Lê nữa, chú Quang Lê là bạn rất thân của chú. Chú sẽ mời tới đây huấn luyện cho con luôn. Chú đang trường nữa nha con, chú đang trường nè. Cô Minh Tuyết, cô Hà Phương nè. Cô chú cũng có đại người cô Cẩm Ly nữa. Chú nè, chú thân với má Ngọc Giàu, má Hồng Nga nữa nè. Cô Trang thân với lại chú Đại Nghĩa nữa. Cho nên cô Trang thân nhờ chú Đại Nghĩa luôn. Chương trình Lấy Sao Đè Người. Bé hình như có vẻ có cảm tình với chị Ly. Chị nói một cái đi là con nó về với mình liền. Con có một chất giọng cũng hát là ngọt ngào. Tuy nhiên có lẽ mình chưa có chỉnh chu cho lắm. Khi ở những cái đoạn thấp con hát còn mờ lắm, không có nghe rõ. Nhưng mà con hát tốt được nhiều dạng. Cho nên là cô chú rất là mong con về đây để cô chú có thể cái rèn luyện con thêm. À con, chú hả? Chú với cô Lệ Quyên được mệnh danh là cặp song ca mắt khí. Rồi con nhớ cái điều đó. Ủa liên quan gì? Ủa liên quan gì quá? Nếu như mà con về đội của chú sẽ mời cô Lệ Quyên tới huấn luyện con luôn. Con hát cải lương mà. Ủa cô Lệ Quyên hát được không? Mời cô Lệ Thủy đi thì được. Gió thổi năm đông bông hoa
đây. Trời ơi, hát xong mà hai tay lạnh ngắt, đổ mồ hôi run cầm cầm. Dạ, giới thiệu đôi nét về mình đi, em tên gì? Dạ, em tên là Trần Phạm Mai Anh. Dạ, thưa ban giám khảo, em tên Nguyễn Thị Trúc Mai. Trời ơi. Hai em mấy tuổi? Dạ, hai em 9 tuổi. 9 tuổi hả? Hai em đến trời từ đâu? Ơi. Dạ, đến từ An Giang. Còn em? Em đến từ Phú Quốc. Wow. Bạn An Giang, bạn Phú Quốc nha. Chú Bạch đố con nha, đặc sản của Phú Quốc là gì? Dạ, đặc sản ở Phú Quốc con là có gỏi cá trích với gù xiêm với nước mắm Phú Quốc. Hay quá. Giỏi quá. Còn mấy anh, đặc sản của quê con là gì? Dạ, đặc sản của quê con là mắm châu đốc, bún cá và bánh bò, đường thốt lốt. Đường thốt lốt. Giỏi quá. Tụi con tự nhận xét về bài hát của mình hồi nãy thấy như thế nào? Dạ, tụi con chưa hài lòng lắm. Ở chỗ nào? Ở điểm nào? Chỗ nào mà chưa hài lòng? Cái chỗ, cái lúc mà lần đầu tiên con lên, điệp khúc của con lên chưa tới. Bây giờ cho con hát lại một lần, con hát lại câu đó đi. Đó. Vỗ tay đồng nhiên cái nào. Dễ thương quá. Đang đứng dây còn thôi còn nói, cha mẹ mất rồi con biết tìm lại đâu. Wow. Phút này thì quá mùi. Còn tí xí. Hình như là mình có một cái quyền. À, về giấy à, vẫn quyền. Hay trời ơi. 1, 2, 3 vô. Yeah. Chúc mừng hai bạn. Hai con dễ thương lắm luôn á. Dễ thương lắm à, nhìn cưng quá à. Hồi nãy á, em xây qua đây á, em nói em năn nỉ bên đây. Em xây qua đây em năn nỉ bên đây. Không ai chịu bấm hết. Để cô đính chính một chút xíu. Cô Cẩm Ly không có cần phải năn nỉ. Cô muốn nghe hết từ đầu tới đuôi. Để cô thấy ở tụi con có điều gì. Cô Trang à, thấy không? Bây giờ hát đã hết hết trơn rồi, dừng luôn rồi cũng không. Bây giờ như vậy. Ngay cuối cùng là cô gạt cái cần. Nhưng cái chuyện nó không quan trọng. Quan trọng là vô đội cô nó vui dữ lắm. Trời ơi, cô làm chỉ có một mình đội cô biết vui vậy. Biết sao? Dạ. Đội con mà ở trong đội của chú là ở trên áo con không phải là hai cái bông đó đâu. Đây nè. Mà là con vịt nè, ngôi sao nè, con thấy không đó. Đây con là muốn con nào con chọn đi chú. Chú nói thiệt với hai con nha. Ở đây không phải chú cố tình chú giành giật gì hết trơn trời á. Nhưng mà để nói cái chuyện mà vui. Đây nè, kỷ niệm của chú Thanh Bạch. Có cái hình của chú Thanh Bạch ở đây. Chú sẽ quyết định thầm ở trong bụng với cô Trang là: Trang ơi, bây giờ mình sẽ tập một cặp nào nhí thiệt là nhí, dễ thương thiệt là thương, với một điều kiện như về đội của mình. Em nè, anh Vũ ơi, bây giờ mình có cái gì mình tặng cho hai bé anh Vũ à? Cái áo tặng đôi dài thì bự quá. Hai con, chú nói nghe nè, bây giờ hai con hát nhạc dân ca trữ tình đúng không? Quánh đàn guitar chi, chú có đàn tranh ở nhà thì hai con hợp với hai đứa lắm luôn đó. Con đàn tranh, cô cũng có đàn tranh trong đời, hiểu chưa? Đó. Cái gì vậy cô Trang? Cô thì cô Trang không có quà giống như chú Thanh Bạch. Cô Trang chỉ có tấm lòng thôi. Tấm lòng của cô Trang thôi. Mà cô Trang có Andy á. Andy đẹp trai. Con ơi con, chú nói cho con nghe nha. Cô Thu Trang có một với Andy thôi mà. Cô mang rau bán khắp các bà thí sinh rồi đó. Bạch tặng con, con cứ vẫn cứ nhận, mình con cứ cảm ơn bình thường, chứ mình không phải vì món quà mà phải về với bên người đó. Con muốn vào đội nào thì con cứ vào. Gì vậy? Có cái vòng ta đã tặng cho bé. Có gì đâu vỗ tay. Có gì đâu mà vỗ tay. Trời ơi, cô Trang bên đây tặng cái đàn, cô Thu Trang bên đây tặng cái vòng. Chú Nghĩa tặng cái đồng hồ. Đây, tặng con mắt kiến à. Đừng đi, bây giờ cô chỉ nhắc con như thế này. Thứ nhất là mình về đội cô Đoan Trang với chú Thanh Bạch á, mình có được đàn guitar làm kỷ niệm. Cô Trang, dạ, xác nhận ngay lập tức. Cô nói câu đó là cô phải nói nếu không về thì có được nhận cái đàn đó không? Cái nếu mà con không về, cô sẽ cho con còn nhiều hơn cái đàn này. Cho anh xin phép cái này món quà phải không? Nó nghe là lạc dây quá, giờ chỉnh lại đi. Cái gì? Đoan Trang về trước đi. Thôi chú đi về. Con gái qua đây đứng, qua đây đứng, con gái đây cho chú đứng đây. Con gái bên đây qua đứng, qua đây đứng. Chú dàn xếp cho dễ lắm. Bây giờ vậy nè, đội chú với đội cô Ly thì mọi người cũng biết là chuyên về dân ca đúng không? Đó. Còn đội cô Trang và đội chú Vũ đều rất muốn hai con về. Cho nên là chú mong muốn rằng các con sẽ làm đẹp lòng tất cả mọi người bằng cách hai con đứng ở đó, hai cái đường đi về hai đội kia. Nhưng mà thật ra đến đó các con quẹo vô về đội chú à. Thôi cô nói nè, bây giờ hai đứa con cứ đứng ở đây bình tĩnh và chọn lựa, không sao hết. Đi thẳng, quẹo phải, quẹo trái, chỗ nào cũng được.
Nhưng cô nhắc lại, nhà cô con ơi, con được ăn ơi, bánh, được bơi, tụi con có thích bơi không? Con ơi, cái dòng này con mang vừa. Hai con quyết định đi. Mấy giờ chia lẻ ra được không? Sâu xì, sâu xì kìa, sâu xì ông anh. Khang đếm 1 đến 3 chúng ta nhắc tay nhau nha. 1, 2, 3, xin mời. Về đây. Bà ơi, bà có nhớ 60 năm về trước không? Nhớ, tôi nhớ cho sao không nhớ. Hồi đó tôi là một cô bé gầy, còn bà là một cô bé mím mím. Còn bây giờ từ trên xuống dưới tôi thấy bà cũng vậy. Đâu có, tôi nhớ hồi nhỏ là hai đứa mình đẹp lắm. Giờ đỡ rồi. Hồi đó hai tụi mình thi cái cuộc thi gì mà xong gì đó bà. Xong gì á? Xong kiếm hợp bếp. Em mà khoan, thấy nó lạ lạ lắm nè bà. Hình như mình chưa thi qua cái cuộc thi này sao nghe lạ quắc luôn á. Thôi tôi mệt quá, bỏ qua đi. Thôi giờ mây về mình hát lại cái bài về ăn cơm đi bà. Thôi bây giờ già cả rồi, hát sao được nữa. Bây giờ nè, mình trẻ lại đi. Trong phim điện ảnh á, trẻ là như vậy nè. Mấy chú ban nhạc ơi, cho con xin music. Sáng sớm đi bắt cua đồng, đi thả diều, thì sao nô đùa bên đám bạn, nơi ly tre chơi trốn tìm. Khói bếp cay mắt mẹ già, bên bếp lò cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm. Quê tôi bao la bát ngát, dòng sông uốn cong suốt quê tôi lượn. Mênh mông mênh mông lúa mới, có bay lạ lời câu hát ấy à. Chiều chiều nhớ về chuyến xa, một thời con nít còn chẳng chờ. Mặc dù tôi có ở nơi xứ người, tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà. Sáng sớm đi bắt cua đồng, đi thả diều, vì sao nó đùa bên trốn tìm. Khói bếp cay mắt mẹ già, bếp bếp lò cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm. Hey 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 hey. Sáng thức dậy trong lòng thấy nao nao, thấy cơm cao mà trời gió xuống sao.
mừng Hoàng Yến và Lan Quê với ca khúc Về Ăn Cơm. Hai bạn của chúng ta đã thể hiện rất là sôi nổi, biến cái sân khấu này như là nhà của mình để biểu diễn rất là tự nhiên, và đã lồng ghép một yếu tố rất là điện ảnh vào trong sân khấu của chúng ta, quay đúng một vòng là trẻ lại luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Đầu tiên chúng tôi xin mời huấn luyện viên Đại Nghĩa và huấn luyện viên Cẩm Ly sẽ chia sẻ. Khi hai con làm hai bà già hả, nó rất là đáng yêu. Anh Khuê ơi, con ăn hết cơm của bạn phải không? Con dễ thương lắm, con tròn trịa, con duyên dáng, con dễ thương trên sân khấu. Chạy nô đùa rồi bốc đám rơm dục này kia. Nhưng mà hình như có một chút xíu lúc mà lên tông á. Tại máu quá mà. Nó máu quá, nó trôi xa xa chút xíu. Nhưng mà cuối cùng cái chữ về nhà ăn cơm lại vô đúng nha. Công nhận hay thiệt, chữ ăn cơm vô đúng đó. Hai con lúc mà hát á thì rất là tự nhiên, rất là máu lửa. Chú thích cái sự thoải mái của tụi con, không có bị áp lực bởi cuộc thi. Nhưng mà Lam Khuê thì con phải cẩn thận hơn mấy cái nốt cô hát thấp á. Giống như là cái chữ lượng vòng á, lúc nào con cũng hát chưa có tới tổng thể của nguyên một cái bài. Thì hai đứa trình diễn rất tốt, làm cho chú và mọi người ở đây rất là phấn khích. Và khán giả cũng đứng lên nhảy với tụi con. Thì cái đó là đã nói là tụi con thành công rồi. Chúc mừng hai đứa. Cảm ơn chú. Còn cô Trang nghe bài này cô Trang thấy làm sao? Cho cô Trang sâu chi tiết thôi nha. Cái rơm á, mình bóc ở đâu cũng được. Sao hai đứa cứ lại đúng một chỗ đó bóc vậy? Cô Trang, kệ người ta. Trời ơi, cái này đâu ai người ta bóc. Tôi còn cứu bả được luôn rồi đó nha. Không, tại vì á, nếu như mà bạn tới đó đã bóc nắm rơm quăng rồi thì con có thể bóc bên này quăng nắm rơm để cho hai đứa tung tẩy với nhau. Tự nhiên cái một đứa lại đây bóc quăng lên, cái đứa kia phải chạy lại đây bóc quăng lên. Chú nghĩ lý giải. Bởi vì cái đống rơm này nó bự nhất, bóc cho nó nhỏ đi. Con Thu Trang lên diễn đi. Không phải, hồi nãy là hai bạn trẻ sống lâu năm bước lên đây chúng ta sẽ thể hiện lại. Và bây giờ quý vị hãy cùng xem hoạt cảnh của ba bạn trẻ sống lâu năm sẽ tái hiện lại ca khúc Về Ăn Cơm. Bắt đầu. Sáng sớm đi bắt cua đồng, đi thả diều, vì sao nụ đưa bên đám bạn nghe đi che chờ cho tìm. Khơi bếp cây bắt bé ra với bếp lò. Every day I'm shuffling. Lợi dụng thời cơ để mà ném MC vậy đó. Nếu như đây là ca khúc Về Ăn Cơm thì thưa quý vị, đây là phá nát bữa cơm của gia đình. Ca khúc Về Ăn Rơm. Tùy vào độ tuổi thì trẻ con từng giai đoạn có những sự tăng động khác nhau. Thưa quý vị, nếu mà giai đoạn từ 8 đến 9 tuổi thì các bé ném rất nhẹ nhẹ, ném theo chiều hướng nghệ thuật điện ảnh. Và còn đối với giai đoạn 30 mấy tuổi trở lên thì thưa quý vị đã thấy rồi đó. Dạ. Và bây giờ thì xin mời gia đình Bạch Gia Trang chia sẻ. Dạ. Đây là một tiết mục mà cô với chú Thanh Bạch nhức đầu nhất, lúc tập rất là vất vả. Cái câu bè đó, trời ơi, tập tới tập lui, tập xuôi, tập ngược. Đó là một cái bè khó. Nhưng cô vẫn khăng khăng muốn tụi con phải làm cho bằng được, mà thậm chí muốn hai bạn cùng làm. Và ngày hôm nay tụi con làm như thế này, cô thấy tụi con nỗ lực quá lớn. Rồi làm cái đoạn bà già, cô nói bây giờ chú Bạch dạy cho con hết lòng, mà làm nó không có duyên một cái, không ai cười. Tự nhiên bà ơi, hồi xưa tôi bà đẹp quá, giờ đỡ rồi. Cái không ai cười nó kì. Cô thấy người ta cười cái cô vui ghê luôn vậy đó. Tôi bung cái miếng ra có người chụp mặt, cái bung ra không ai chụp. Cô ở đây không biết làm. Tại vì đó là nhờ hai con duyên dáng. Nếu như cô Đoan Trang mà làm thì chú Nghĩa cũng sẽ cười mà cười nè. Sao đâu con, tại vì cô là Nghĩa ơi là Nghĩa. Yeah. Không có sao hết á. Cô là một hoa hậu thân thiện của cả nhà chúng ta. Cười đi. Cảm ơn những lời nhận xét rất là tâm huyết của huấn luyện viên Đoan Trang. Dạ. Yeah. Mẹ quên.
trên đầu ngọn tre. Ba ba mẹ quê chờ sớm đi chưa thấy về, chờ nụ cười son và đồng quả ngon. Trời mưa ướt áo mẹ già, mưa nhiều càng tươi bông lúa. Trời soi bốc khói sân nhà, nắng nhiều thì phơi lúa ra. Chúng ta vừa đến với bản mashup hai ca khúc Bà Mẹ Quê và Em Bé Quê. Xin được chúc mừng Hoàng Yến và Lâm Khuê. Mời em vào đây. Dễ thương quá đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Chúng tôi xin mời huấn luyện viên Dương Triệu Vũ và huấn luyện viên Thu Trang. Chào hai con. Chào chú. Hôm nay được đưa một cái bài mà nó lạ với mấy con vậy, hay con cảm thấy như thế nào khi mà trình diễn? Con cảm thấy sau khi tiết mục? Dạ, tụi con cảm thấy là cũng... nói chung là con hát bài này cũng được, tại vì là cũng không phải là sở trường nên tụi con hát chưa được tốt lắm. Đúng, khi con nói được câu này thì chú sẽ dám nói tiếp về cái phần mà chuyên môn của bài hát này. Thì tức là có những cái cao độ cũng như là những cái cách xử lý á, hai con làm thì nó gần được nhưng mà nó chưa được. Nhưng mà tại vì hôm nay là một cái ngày mà mình chỉ vui chơi với nhau thôi, và hôm nay là hai con diễn thì cái tinh thần có, cái
sự vui tươi hồn nhiên có, và được thêm cái sự hỗ trợ của các bạn ở trong ABC Kids nữa, cho nên làm cho chú cảm thấy rất là nhẹ nhàng thoải mái khi mà xem, tưởng tượng mình giống như đang ở quê vậy đó, ra ngoài đồng lúa để mà xem. Thì chúc mừng hai con đã làm tốt cái trách nhiệm của mình, và chú hy vọng là trong cái lần sau hai con sẽ làm tốt hơn nữa nha. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú. Cô Trang thì cô Trang thấy là cái tiết mục này giống như là một cái bức tranh vậy đó, vẽ lên được một cái bức tranh mà mình tưởng tượng ra được là mình đang giống như chú con Vũ nói bên đó này, đúng nên rồi nên. Có con trâu rồi có cánh đồng rồi có người, có mấy bạn nít ra thả diều, đồ chơi, những trò chơi mà ở dưới quê đó. Nói chung là tụi con đã hoàn thành rất là tốt cái vai trò của mình để mà vẽ lên một cái bức tranh rất là đẹp ở trên sân khấu của Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Cô Trang cảm ơn con. Cảm ơn cô. Xin mời nữ ca sĩ Cẩm Ly. Cô cũng thấy có một chút hoang mang thôi, nhưng mà tại vì không phải sở trường của mình cho nên nó hơi rụt rè giống như đội của cô thôi, không có gì hết. Nhưng mà hôm nay mình được vui chơi mà, phải không? Mình được thoải mái, mình có thể thể nghiệm mình ở một cái thể loại khác. Càng về sau đó tụi con nhập vào bài hát rồi thì bắt đầu tụi con đỡ lên, thấy cảm thấy thoải mái hơn, diễn tốt. Chúc mừng tiết mục của hai con. Cảm ơn cô. Dạ, xin mời anh hướng dẫn viên Đại Nghĩa, hình như anh gì vậy? Có điều gì đó anh vẫn còn cái dư âm. Anh ơi, chỉ có con trâu thôi chứ không có lân sư rồng anh. Anh thì đang thèm phải chi có thêm một cái ụ rơm nữa. Bức rơm nữa hả? Ta lại có một cái trận chiến rơm với nhau. Thôi đi. Giống như cái bài về ăn cơm mà hai con làm cho ban huấn luyện viên các cô chú đây náo động gì các con bởi cái ụ rơm. Bữa nay đó là cô chú về bị viết kiểm điểm là tại phá sân khấu. Rồi, bữa nay nè, chú nhìn cái bài hát thấy là bà mẹ quê rồi em bé quê ha, chú nghĩ bụng rồi ha. Có rơm đó nha, có rơm đó nha. Đó, thế nào Linh giật rơm chọi nhau nữa nè, vui chơi nữa nè. Nhưng mà tiếc quá không có. Con về... trâu được rồi hả? Chú Nghĩa. Thôi con trâu gì đâu, đâu con trâu đâu. Còn với cái bài hát của hai con á, thì thật ra với chú Nghĩa thấy hai con đã làm quá dễ thương rồi còn gì nữa. Với một cái độ khó của hai bài khi mashup lại với nhau, vừa phải hát bè rồi chia câu rồi hát đuổi, người này hát câu này của bài này, người kia hát câu kia của bài kia, mà hai con hát không có bị chồng lời với nhau, không có bị bạn mình cuốn theo á. Ví dụ gặp chú nha, chú đang hát cái câu của chú mà nghe cô Cẩm Ly mà hát cái câu khác là chú hát liệu, hát theo liền đó. Đó. Còn bởi vì chú con, đâu làm ca sĩ được thì bởi vậy mới nói cảm ơn hai con rất nhiều. Cảm ơn chú. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của gia đình Bạch Gia Trang, xin mời. Đây là một cái bản mashup khó, đúng, có. Và nó rất là hay. Nó bắt buộc mình phải tập trung cao độ khi mà mình tập. Cái bản này á, là nó có thể có những cái bản nhanh, bản version nhanh. Nhưng mà cái bản này là mashup hai cái bài hát mẹ quê, bà mẹ quê với lại em bé quê với nhau. Với cái giai điệu nó cứ nhẹ nhàng chồng qua xen lại như thế đó. Để nó tạo thành một cái màu sắc hoàn toàn khác biệt. Đó cũng là một cái điều cô muốn gửi gắm cho tụi con phải học theo cái phiên bản này. Và ngày hôm nay tụi con đã cố gắng hết sức mình mặc dù còn rụt rè chút xíu. Và cô cũng muốn nhắc là trên cái con đường mình đi, cái sự nỗ lực, cái quyết liệt của mình muốn thể hiện cho tất cả mọi người thấy cái bản thân của mình là điều vô cùng quan trọng. Giống như cô Cẩm Ly cũng như tất cả các cô chú ở đây cũng vừa nhận xét tụi con. Mình học được điều mới là cái thứ nhất, mình phải cảm thấy cái điều đó là một cái điều thích thú cho bản thân mình. Cái thứ hai là khi nhận được bất cứ một đề bài nào của cô chú đưa ra, mình phải yêu thương nó và mình phải tập luyện nó ha, để mình chiến thắng chính bản thân mình, để mình vượt qua những thử thách đó. Cái đó là cái cô muốn gửi gắm các con luôn luôn nhớ, phải chiến thắng bản thân mình trước, chứ không phải nói là ô bài toán này khó quá, rồi tôi ngồi đó tôi gẫm bút à, rồi làm sao tôi vượt qua được bản thân mình. Cho nên các con phải cố gắng và cố gắng hơn thật nhiều nữa cho cô. Và với tất cả những gì chúng ta đã trải qua thì ngày hôm nay cô chúc mừng các con. Cảm ơn cô. Bây giờ chú Bạch cũng xin cảm ơn gia đình của các con đã kéo nguyên cái hộ khẩu vô để người lo chuyện này, người lo chuyện kia, và các con mới có đủ sức mà đứng trên sân khấu hát như bữa nay được như thế này. Xin được cảm ơn công ty Sen Vàng cũng như là tất cả các phụ huynh đã đồng lòng cùng chúng tôi với Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Ngay bây giờ cặp đôi Minh Thiện và Bích Tuyền sẽ mang đến cho chúng ta tiết mục gì đây? Mời quý vị hãy cùng chờ đón cặp đôi đến từ gia đình Đại Nghĩa và Cẩm Ly. Đánh
dài, anh đánh dài không anh. Anh đánh không, em đánh cho anh liền. Dài anh sang ngời chỉ 5.000 một đôi. Dài bóng như gương em tính anh 5.000. Anh đánh dài đi anh, chỉ 5.000 một đôi thôi anh. Dài đây, đánh dài đây. Ai đánh dài không? Bữa nay anh đánh được mấy đôi rồi anh Bãi? Anh đánh được 10 đôi luôn á. Nhưng mà chỉ có 40.000 thôi à. Ủa? Sao có 40.000 vậy? 10 đôi phải 50.000 chứ. Thì đó, có hai người nhờ anh đánh dài. Đánh xong họ hỏi anh bao nhiêu, anh nói 10.000 hai đôi. Tự nhiên họ trở mặt, không trả tiền anh, mà còn nói là anh giành địa bàn đánh dài của họ nữa. Họ còn đòi đánh anh nữa chứ. Trời ơi, gì mà ngang ngược vậy? Thì bởi vậy mới nói. À, hay là em đem mặt giùm anh đi. Trời ơi, anh có lộn vậy? Lộn đó mà lộn, em ra giang hồ trước anh mà. Giang hồ gì anh ơi? Em cũng chỉ là trẻ mồ côi thôi mà. Anh em mình á, đùm bọc lẫn nhau mà sống. Mà nè, em kể anh nghe chuyện này nè. Ngày qua á, có cái cô kia kìa, cũng có giấy số của em. Cô trúng ăn ủi được 100.000 luôn á. Cô cho em 10.000. Nè, thôi em tặng lại anh 5.000, để dành tiền rồi mua vé xe về quê nha anh Bãi. Thôi không lấy đâu. Sao vậy anh Bãi? Anh không về quê đâu. Sao vậy? Anh có nhà, anh có quê, sao anh không chịu về vậy? Như em nè, hồi đó đó em cũng có ba có mẹ, nhà em vui lắm á. Cái tự nhiên mẹ em bị bệnh nặng, rồi cái tự nhiên mẹ em chết à. Ba em buồn, sau đó vì lao động cực quá nên ba em cũng chết thêm em luôn. Em về ở với ngoại, phụ ngoại bán vé số. Nhưng mà sức khỏe mà em yếu quá, cũng mất luôn. Thấy không, tự nhiên em đâu còn ai đâu. Nhiều khi đi bán về con mình à. Nhìn qua nhìn lại cũng đâu có thấy ai. Có khi em buồn, em khóc, mà cũng đâu có ai nghe đâu. Còn anh có nhà, anh có quê, anh còn mẹ nữa, sao anh không chịu về? Bộ anh không buồn sao? Thì anh cũng buồn vậy. Nhà anh nghèo lắm, mà còn đông anh em nữa. Ba anh thì mất sớm, mẹ và mấy anh chị thì đi làm thuê, mà cũng không đủ tiền lo cho cả gia đình nữa. Cả nhà chỉ có anh và thằng em út được đi học thôi à. Mà anh học yếu quá, anh chỉ muốn đi làm kiếm tiền phụ với mẹ thôi. Mẹ biết mẹ rầy, anh cãi mẹ, mẹ giận quá đánh anh một roi. Anh bỏ chạy ra lộ, rồi anh lên xe. Không hiểu sao tự nhiên cái anh đi tới đây luôn à. Rồi anh xin đi bán báo, đi đánh dài đến ngày hôm nay luôn á. Anh Bãi, em hỏi thiệt anh nha, vậy chứ anh có nhớ nhà, nhớ mẹ anh không? Gọi thăm hai tiếng mẹ ơi. Thiên, Thiên, Thiên. Mẹ. Thank you.
năm đông xa, mẹ chèo xuồng hái bông súng trắng lót dạ cho con khi lũ tràn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tiết mục rất xúc động, Anh Bảy Nhớ Mẹ cùng với Minh Thiện, Bích Tuyền và bà mẹ nữ ca sĩ Cẩm Ly. Xin cảm ơn chị. Dạ. Và bây giờ thì Nguyên Khang xin phép được mời cặp đôi của gia đình Vũ Trang. Vũ lâu lắm rồi mới được nghe chị Tư hát. Thì hồi nãy lúc mà chị bước ra là tự nhiên cái mình cái cảm xúc nó ùa về, tại vì cái mặt chị Tư chị diễn, chị biểu đạt thì đúng như một người mẹ mà đang chờ con, rồi những cái lời hát ngọt ngào của chị. Cho nên là hai con rất may mắn khi được diễn với huấn luyện viên của con, đó là cô Cẩm Ly. Ngoài ra đó, chú cảm thấy là hôm nay chú ngạc nhiên được thêm một lần nữa là về cái phần diễn xuất của hai con, nhất là con đó, bé gái Bích Tuyền. Bích Tuyền đó, con diễn rất là tốt, chú rất ngạc nhiên luôn. Chứ không ngờ là con diễn nó thật như vậy luôn. Lúc mà con ngồi con kể về cái quá khứ của con á, con làm cho chú tin vào những lời của con nói. Và nhất là lúc con khóc đó, nó rất là thật, chứ nó không có phải là diễn. Ở lứa tuổi của tụi con như vậy là cô đã cảm thấy rất là khâm phục. Rồi hát ngày hôm nay Bích Tuyền con xúc động quá, cho nên mấy cái phần gần cho tới cuối á, cũng có chút xíu là không có nốt niết này kia, cũng không có được thẳng thớm. Nhưng cái cô đánh giá cao là hai đứa nhỏ hiểu được những gì chú Nghĩa dạy, hiểu được những gì cô Ly chỉ bảo để làm được một tiết mục như vậy cùng với cô Ly, đem tới cho khán phòng một tiết mục lay động lòng người. Điều đó là điều tất cả mọi người sẽ luôn luôn trân trọng tụi con. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô. Khi mà hai con biểu diễn cái tiết mục này thì chú có quan sát ở hàng ghế của huấn luyện viên thì thấy là huấn luyện viên Đại Nghĩa là rơm rớm nước mắt, rất là xúc động. Và chắc là với ca khúc Anh Bảy Nhớ Mẹ thì có một cái chút liên quan, bởi vì chú Nghĩa và mẹ của chú thì cũng không có sống cạnh nhau, cho nên là một phương trời rất là xa, đúng không ạ? Cho nên là có thể khi mà nghe ca khúc này với những cái món mẹ nấu thì anh Nghĩa đã phải rơi nước mắt, đúng không anh? Cảm ơn Khang, đúng là như vậy. Bởi vì bản thân chú Nghĩa thích cái bài hát này. Trong cái quá trình tập luyện á, thì rõ ràng là Bích Tuyền luôn luôn nhỉnh hơn Thiện một tí về cái mặt diễn xuất. Nhưng mà ngày hôm nay chú Nghĩa phải khen Thiện là hôm nay khi thật sự đứng trên sân khấu và diễn, nhập tâm, con làm tốt. Nhưng mà cái chính là hôm nay con diễn đã có hồn hơn rất là nhiều, gương mặt của con đã biểu cảm tốt hơn rất nhiều so với những buổi tập. Về phần hát thì trong cái buổi tập ngày hôm qua, cái đoạn mà khi Tuyền hát ở đây á, con xúc động đến nghẹn ngào, con không hát được nữa. Thì đó là cái điều làm cho chú vô cùng lo lắng. Là bởi vì nếu như chúng ta không dằn được cái cảm xúc của mình thì để hỏng cả một cái tiết mục thì nó rất là uổng phí. Nhưng mà ngày hôm nay con đã kìm nén được cái cảm xúc của mình để mình có thể vừa mang lại cảm xúc cho khán giả mà vừa làm tròn trịa bài thi của mình. Thì đó là một cái điều mà chú Nghĩa rất là mừng, và câu chuyện của các con kể ngày hôm nay đã làm cho chú rơi nước mắt. Chúc mừng hai con với tiết mục này. Cảm ơn chú. Xin cảm ơn Bích Tuyền và Minh Thị. Cảm ơn hai con.